chúc mừng lễ ký kết chuyển giao công nghệ in khay trực tiếp Graphy giữa Singapore Dental và Nha khoa Quốc tế Mỹ tại Quảng Ninh và Nha khoa Mỹ tại Hải Phòng. Đây là hai đơn vị nha khoa đầu tiên tại khu vực phía Bắc ứng dụng công nghệ in khay trực tiếp có tính ghi nhớ duy nhất trên thế giới, Graphy. Sự kiện lần này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hợp tác, gắn kết bền vững giữa Singapore Dental với nha khoa đối tác, cùng mang đến giải pháp tối ưu và vật liệu chất lượng cao với thương hiệu Graphy, công ty cung cấp nhựa, máy móc và công nghệ cho quy trình in trực tiếp khay chỉnh nha trong suốt được nhiều chuyên gia chỉnh nha trên thế giới công nhận. Lần hợp tác này của Singapore Dental với Nha khoa Quốc tế Mỹ, Quảng Ninh và Nha khoa Mỹ, Hải Phòng sẽ mở ra nhiều cơ hội cùng nhau phát triển cũng như mang lại những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, từ đó nâng cao được chất lượng dịch vụ nha khoa và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng. Singapore Dental xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý nha khoa đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.